Hello, chào anh em. Đang đi làm nhìn thấy một cái này cũng hay, quay cho anh em xem. Đây, giữa thủ đô Hà Nội có một con xe bỏ không mấy năm, không ai để ý đến này. Mẹt à. Con này là S63. Biển số đã bị tháo rồi. Con này là dòng, cũng là thuộc dòng xe cao cấp đấy. Đi vòng quanh xe. Dỉ hết rồi này, toàn bộ dỉ sạch. Gọi là mối nó bám lên tận trên gần bánh rồi. Mà thử nhìn vào trong nào. Nội thất bên trong cũng rất là đẹp luôn. Mình cũng đang rất thắc mắc tại sao mà chủ sở hữu này đi đâu. Đồ này, đồ vẫn còn nguyên. Đi. Biển số chắc bị tháo rồi. Con này chắc nằm đây cũng phải ít nhất cũng phải tầm khoảng 2 đến 3 năm rồi. Sữa chủ đâu là rồi. Quả la răng của nó cũng rất là chất đấy. Dỉ toàn bộ luôn. Phanh đĩa này. Nốp xe để xịt hết. Dòng xe này là cũng thuộc cao cấp của Mẹt đấy. Mình cũng đang rất là thắc mắc tại sao mà chủ sở hữu xe bỏ xe lại ở đây này. Hay là có vấn đề gì xảy ra. Toàn bộ đầu xe luôn. Đây. Chim ỉa. Thử nhìn ở bên trong. Nội thất bên trong. Mà cũng có một điều rất là lạ, mình cũng thắc mắc. Vì những chiếc xe mà làm ở Hà Nội như thế này ấy, thì kiểu gì thì kiểu cũng một là mất gương, hai là mất la răng, logo. Nhưng mà đặc biệt con này gương còn nguyên, logo còn nguyên, không bị mất luôn. Không bị mất luôn. Rất là lạ luôn đấy. Tranh thủ thời gian đi làm gọi là đây cũng là một, xem con này nào. Con này làm đến 18 đăng kiểm đấy, đăng kiểm hết hạn ngày 22 tháng 1 2018. Đăng kiểm cũng hết hạn cũng tương đối lâu rồi. Phía sau đồ còn nguyên luôn. Đồ còn nguyên. Đồ còn nguyên luôn. Đây. Đồ của chủ xe còn nguyên luôn. Khóa. Hồ sơ. Ây da. Đồ vẫn còn nguyên này. Đây, có dòng chữ gì đây? Gì đấy, 185 Hương gì đấy, Hương Khê à, đúng rồi, gửi Xuân Hùng. Đồ còn nguyên trong đằng sau. Qua hỏi thử.
thử xem mà có ai ở đấy biết về lịch sử của chiếc xe này không. Chú ơi, cái xe này ở đây nằm ở đây lâu chưa chú? Mới làm. À mới làm ạ. À, con này là cũng là siêu xe mà sao lại chủ người ta lại bỏ ở đây phí nhỉ? Đẹp. Con này của nó bây giờ sửa sang lại các thứ của nó cũng vẫn xe xe ấy đấy. Chất đấy. Nhưng mà phí nhỉ, kể cả người mà được cắm xe mà sao người ta không đem giấy đi nhỉ? Lâu rồi. Thấy thế thấy mấy chắc là cắm. Cắm đấy để nói. Phí. Chắc là không lấy được. Không dám đi nữa đúng không? Con này bây giờ bán là cũng nhiều tiền phết đấy, không rẻ đâu. Và thôi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mình cũng gọi là tình cờ thôi, gặp được cái xe như thế này cũng hơi lạ nên là quay cho các bạn xem. Ok, xin chào các bạn nhé. Đừng quên để lại một like và một đăng ký giúp mình. Rồi, xin chào các bạn.